Bá hộ mua đá. Ta phải vào xem có món đồ nào giá hời không mới được. Ôi, ông bá hộ tiền, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? quá lời rồi. Tôi chỉ là tiện đường tạt qua xem hàng của ông chút thôi. Xin mời, xin mời. Lô hàng này tôi mới nhập, ông cứ xem đi, toàn là hàng tốt cả đấy. Hàng tốt. Tôi còn nhập về một viên ngọc hình dáng kỳ lạ nữa. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ, ông có muốn xem qua không ạ? Viên ngọc lạ, chưa từng thấy à? Dạ đây, chính là nó. Không ngờ ta lại gặp được một viên kim cương quý giá như thế ở đây. Ta phải tìm cách chiếm lấy nó, với giá thật rẻ mà được. Cái này là viên đá ma quỷ, sao cơ? Tôi thường giao dịch với các quan trên tỉnh nên biết rõ. Ông có thấy nó tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, ma quỷ hay không? Dạ, dạ... Đấy, đích thị rồi. Giữ viên đá ma quỷ trong nhà, ông sẽ sớm sạt nghiệp thôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Yên tâm, đá giúp thì giúp cho trót. Tôi sẽ mang viên đá đến nhờ quan trên làm phép xua đuổi tà ma, ông sẽ thoát nạn thôi. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn ông bá hộ. Tháng này lại thất thu nữa, đã 3 tháng liền buôn bán ế ẩm, chi phí lúc nào cũng cao vượt tiền thu về. Bao nhiêu của cải cứ ra đi không lời từ biệt thế này, còn gì là bá hộ tiền ta nữa chứ. Từ lúc mang nó về làm báu vật giữ nhà, chẳng thấy linh nghiệm gì mà còn làm ăn thất bát hơn. Thế có lạ không cơ chứ? Rõ ràng là một viên kim cương quý giá vô cùng mà. Dạ bẩm ông, học sĩ Tài bạn ông sang chơi ạ. À, mau mời ông ấy vào. Tiện đây ta cũng muốn hỏi ông ấy vài điều. Mọi chuyện là thế đấy ông ạ. À, tức là ông đã lừa người ta để đoạt viên đá quý kia về nhà làm báu vật trấn gia. Ông thấy viên đá quý này quý giá à? Đúng vậy, viên kim cương này rất tinh khiết, màu sắc tuyệt đẹp, nguồn gốc cũng xa xôi trân quý, hiếm có khó tìm. Toàn bộ gia sản của tôi cũng không bằng nó được. Thế báu vật này có thể chống lại đối khác được không? Báu vật này có thể chữa khỏi bệnh tật, giúp ông sống lâu hơn chăng? Báu vật này có thể xua đuổi dịch bệnh, giúp đỡ mọi người được không? Tất nhiên là không được rồi. Hay báu vật này có thể dạy cho mọi người những điều hay lẽ phải, những đạo lý trong trời đất? Không được, ông biết thừa còn gì. Nếu nó đã vô dụng như vậy thì đích thị nó là một thứ phế vật. Vậy tại sao ông lại đem nó về bằng mọi cách để làm báu vật trấn giữ nhà, có khác gì rước họa về nhà đâu? Điều này... Không biết ông đã nghe qua câu chuyện về một vị vua chạm vào đâu cũng thành vàng hay chưa? Chưa, ông nào mà tài giỏi thế? Ông ta có được khả năng chạm vào đâu cũng thành vàng. Đến cả đồ ăn của ông ta cũng đều biến thành vàng. Cuối cùng, ông ta đã chết vì đói. Vật trân quý thế nào cũng đều như vậy. Vàng thì không ăn được, nhìn vàng lâu ngày thì lóa mắt. Báu vật của ông cũng vậy, nó chẳng giúp được gì cho ông cả. Thật ra trên người ông còn có một thứ báu vật đáng giá hơn nhiều so với thứ mà ông gọi là báu vật này. Chỉ là ông không nhìn thấy nó, lại đi đánh đổi nó lấy một thứ vô dụng, rẻ mạt hơn nhiều. Thật ư? Thứ gì vậy? Thứ này, nước không thể làm ướt, lửa không thể thiêu cháy, gió không thể thổi đi, ánh mặt trời không thể sấy khô, là một món bảo vật mà ai cũng có. Cuối cùng nó là gì vậy? Nó gọi là lương tâm. Người có lương tâm thì cuộc sống an lành, giữ được lương tâm thì thân thể được bình yên, kết nối được lương tâm thì có nhiều tri kỷ, cho nên lương tâm mới là báu vật vô giá của mọi người. Ông đã dùng thủ đoạn xấu xa để lừa lấy viên đá quý kia, chấp nhận đánh đổi lương tâm quý giá mà lấy về viên đá rẻ mạt
theo đuổi hư vinh phù du mà quên mất bản thân mình. Đây là kết quả mà ông phải nhận. Vậy thì liệu tôi có sửa chữa được không? Được chứ. Hãy trả lại viên đá quý, rồi đánh bóng viên ngọc quý lương tâm trong người ông. Tích đức làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, ông sẽ thấy lòng thanh thản. Đó là báu vật vô giá trong đời mỗi người đấy. Tôi sẽ làm theo lời ông dạy bảo. Vội quá hóa hỏng. Cha cứ yên tâm, ở nhà cha gắng giữ gìn. Về phần con lên kinh ứng thí lần này, chắc chắn khi về con sẽ đậu cao để làm rạng danh dòng họ nhà mình. Con có ý chí thế là tốt. Chúc con lên đường vạn sự bình an, áo gấm về làng. Con tranh thủ thời gian lên đường không muộn. Vâng, con chào cha. Cũng không sớm nữa, ta đi thôi. Nhanh cái chân lên, tranh thủ đến nhà trọ sớm được phút nào hay phút ấy, để ta còn tranh thủ ôn lại bài. Cậu ơi, chúng ta cũng đi suốt mấy ngày đường rồi, chắc sắp tới kinh thành rồi. Giờ trời tối nhanh lắm, hay ta tìm nhà trọ nào nghỉ tạm rồi mai đi tiếp? Thôi, ngày kia là đến ngày dự thi rồi. Ta nghe nói chỉ cần đi tắt quá cánh rừng này là tiết kiệm thêm mấy chục dặm đường. Gắng đi thêm chút nữa, rồi ngày mai vào được kinh thành, ta cho ngươi nghỉ ngơi thoải mái. Đấy, con bảo cấm có sai. Trời mùa này nhanh tối lắm, đường rừng chỉ nguy hiểm. Cứ nghe con nghĩ lại có phải hay hơn không? Còn cằn nhằn gì nữa, mau đi thôi. Nhìn đường cẩn thận, sắp tới rồi. Có tiếng ngựa cậu ơi. Biết đâu lại có người cho ta đi nhờ. Bỏ lại tất cả tiền vàng thì mong còn giữ được mạng, không thì chúng mày biết hậu quả thế nào rồi đấy. Xin các ông tha cho, chúng tôi là học trò nghèo, ngoài một ít lộ phí đi đường thì chẳng có gì trong người cả. Lộ phí đi đường ư? Dốc hết tài nải của chúng nó ra cho ta kiểm tra. Cũng chỉ được một ít gọi là. Xin hai ông lấy bạc, còn sách vở thì để lại cho cậu con. Con xin các ông. Được, giờ thì ngoan ngoãn chịu trói ở đây nhé. Thưa ông, xin ông thả chúng tôi, vì ngày thi của tôi sắp đến rồi. Nếu bị trói ở đây thì tôi sẽ muộn mất. Làm gì mà dễ thế? Thả ra để ngươi báo quan ngay à? Cứ ở yên đi, thế nào cũng có người đi qua cứu các người. Đấy, cậu cứ vội vàng đòi đi đường tắt, giờ thì còn mất thời gian hơn. Phải đợi đến tận sáng mai mới có người đưa qua đoạn đường vắng này. Sốt ruột quá, hy vọng có người sớm đi qua đây. Cứu chúng tôi với, cứu với. Khổ chưa, đường tắt này chúng tôi chả dám đi tối nữa là các cậu. May mà bảo toàn được tính mạng. Cảm ơn các bác quá. Giờ chúng tôi xin phép đi trước, để vào thành ghi tên ứng thí. Chỉ ngặt là trong người cũng không còn cắt bạc nào. Thôi dọc đường gặp đâu xin đấy. Các cậu nhanh chân lên đi, chiều tối là cổng kinh thành sẽ đóng. Vào sớm có nhà trọ miễn phí, tranh thủ nghỉ ngơi một đêm cho lại sức. Vâng, cảm ơn các bác. Cụ ơi, cụ cho hỏi, giờ liệu cháu có kịp vào thành trước khi cửa đóng không ạ? Còn một quãng đường xa nữa đấy. Cứ bình tĩnh thì cửa thành còn mở, vội vàng có khi cửa thành lại đóng mất. Đã vội, cụ còn giỡn với cháu. Nhanh đi thôi. Cậu chờ con với. À! Đi đứng không nhìn đường à? Cậu ơi, ta đi nhanh nào, cổng thành ở trước mặt rồi. Chết rồi, cửa thành đóng rồi, mà trong túi không có một xu. Biết làm thế nào hả cậu? Nếu cậu không bị ngã là chúng ta kịp rồi đó. Còn một quãng đường xa nữa đấy. Cứ bình tĩnh thì cửa thành còn mở, vội vàng có khi cửa thành lại đóng mất. Câu nói của ông cụ bán nước có triết lý lắm.
Giá như ta không quá vội vàng mà bình tĩnh hơn thì không đến nỗi gặp nhiều vất vả, gian nan thế này. Hóa ra việc gì vội quá cũng hóa hỏng. Thế giờ ta làm thế nào hả cậu? Ta còn một miếng ngọc giấu kỹ trong người để phòng thân, giờ đành đi đổi lấy tiền để thuê phòng trọ. Sáng mai vào sớm phòng ghi tên ứng thí. Món quà vô giá. Phương ơi, Phương, cậu nhìn xem, xe đạp có đẹp không? Ôi chao, nó đẹp quá. Cậu được mua xe mới hả? Đây là món quà bố mẹ tớ thưởng, vì tớ là học sinh xuất sắc đấy. Thích thế. Nào, lên đây tớ chở cậu về nhà. Đầu năm học bố có hứa, nếu năm nay mình được học sinh xuất sắc, bố sẽ thưởng cho mình bất cứ thứ gì mình thích. Thế này mình phải về xin bố mua xe đạp màu hồng mới được. Bố ơi, bố thưởng cho con đi ạ. À, đã có kết quả cuối kỳ rồi, con đã đạt được học sinh xuất sắc rồi đấy ạ. À, con gái của bố giỏi quá. Thế thì phải thưởng chứ. Thế con gái thích gì nào? Một chiếc xe đạp màu hồng ạ. À, có cả cái giỏ xinh xinh ở phía trước nữa bố ơi. Bố đã hứa là nếu như con được học sinh xuất sắc, bố sẽ thưởng bất cứ thứ gì cho con mà. Ừ, nhất định rồi. Bố đã hứa thì sẽ tặng xe đạp cho con. Nhưng con gái phải đợi ít lâu nữa nhé. Vâng ạ. À, nhưng bố phải nhanh lên đấy nhé. Ừ. Con gái ăn nhanh còn học bài nè. Mẹ ơi, bố đi đâu rồi? Mình đợi bố rồi cùng ăn cơm mà. Con ăn trước đi, hôm nay bố về muộn con à. Vâng ạ, con mời mẹ ăn cơm. Phương, chờ mẹ chút. Con đi học, về sớm thì cắm cho mẹ nồi cơm nha, rồi luộc rau luôn, trưa bố không về đâu. Ơ, bình thường bố chỉ đi giao hàng rồi về nhà mà mẹ. Công việc mà con, bố con đi làm từ tinh mơ, trưa thì lại không được nghỉ. Khổ, ốm ra đấy thì khổ. Con gái. Sao giờ này còn chưa ngủ vậy con? Bố đi đâu mà áo lại bụi bặm thế kia? Bố cởi áo ra rồi còn ăn cơm. Hôm nay con nấu cơm giúp mẹ đấy ạ. À, bố ăn rồi cho con nhận xét nha. Ừ, mình ăn đi, tôi vừa hâm lại đấy. Dạo này mình đi sớm về khuya tôi xót quá. Hay mình cứ giao hàng như trước kia thôi. Là sao hả mẹ? Bố đang làm gì thế ạ? À? Ừ, trước đây bố con chặt chuối trong vườn, đi giao cho các cửa hàng bán hoa quả trên phố. Nhưng từ mấy hôm trước, bố con đạp xe đi bán lẻ ở các khu phố, bán hết mới về, nên hôm nào cũng về muộn. Bố, bố vất vả quá. Mình và con gái yên tâm, tôi không sao đâu. Đi bán lẻ như vậy, giá cao hơn, mỗi ngày cũng được thêm gần 100 bạc chứ ít gì. Bố phải đi làm vất vả như vậy, có phải để kiếm tiền mua xe đạp cho mình không? Mà bố ơi, bố đã làm xe đạp cho con chưa hả? Ờ, sao lại làm xe đạp con? Con muốn bố làm cho con một chiếc xe đạp bằng tre, giống xe của bạn Nhung mà. Có phải vì thương bố vất vả mà con mới đổi chiếc xe thật bằng chiếc xe bằng tre không? Bố đừng đi sớm về khuya nữa nha. Con thấy bố vất vả, lưng bố đau rồi, bố phải nghỉ ngơi nhiều ạ. À, con không cần chiếc xe mới đâu ạ. À, ôi con gái của tôi. Được rồi, bố hứa là
Ngày mai bố sẽ làm chiếc xe đạp bằng tre cho con. Còn chiếc xe thật thì cho bố cất nợ thêm nhé. Con đồng ý. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.